Bạn đang nghe nội dung từ Voiz FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voiz. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Thương Nhau Để Đó, tác giả Hamlet Trương và Iris Cao, giọng đọc Thảo Phi. Hamlet Trương sinh ngày 22 tháng 9, cung xử nữ, cử nhân ngành luật học, người hiếm hoi hoạt động và được đón nhận cùng lúc ở nhiều lĩnh vực: ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, MC. Ở khía cạnh văn học, Hamlet Trương là tác giả trẻ, bán được gần 1 triệu bản sách sau 6 năm viết lách. Sách đã phát hành: Thời gian để yêu, Lên rừng dấu lá, 2011-2015, Thương Nhau Để Đó, 2012, Tay tìm tay níu tay, Tay tìm tay níu, 2013-2015, Yêu đi rồi khóc, 2014, Ai rồi cũng khác, 2014, Mỉm cười cho qua, 2015, 12 cách yêu, 2016, Người lớn không khóc, 2016, Mình sinh ra đâu phải để buồn, Yêu một người khó lắm, Mùa chia tay, Halatabu, hành tinh hạnh phúc, 2017, Người trong đau khổ vẫn cười, 2018, Có một ai đó đã đổi thay, 2018, Sống tiếp và sống tốt, 2019, Fanpage www.facebook.com/Hamlet Trương. Thương nhau để đó. Bạn đang nghe nội dung từ Voiz FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.